đó mà đẹp nha. Wow. Dây, dây nó búng rồi. Trời ơi. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình quay một chiếc ghe hạ thủy cho mọi người xem ha. Thì chiếc ghe này có chiều ngang là 4m6, chiều dài là 19m, có gắn một động cơ là Cummins 400, chạy hộp số là 6 tua, chân dịch là 1m7. Đây thì chiếc ghe này đã hoàn thiện rồi nha các bạn, nhưng mà hoàn thiện cái phần ở dưới thôi. Còn ở trên thì khi mà xuống nề hạ thủy xong hết trơn thì mới tiếp tục làm cái cabin ở trên ha. Đây thì chút nữa sẽ xuống cho chạy tự do này, các bạn cùng xem ha. Thì hiện tại thì bầu trời đang mưa, thì mấy anh đang vô núp này. Đây, chân dịch này 1m7 ha, 4 cánh, rất là bự. Khoảng chừng bớt mưa chút xíu là mấy anh sẽ cho chạy xuống nhìn rất là đã này. Nhìn cái vỏ tàu rất là đẹp ha. Chiếc này thì cabin màu xám các bạn, tại vì trên 15m, chắc thời gian đóng thì cũng mấy tháng mà mình chưa biết nha. Cây thì cây gì mình cũng không biết luôn, nhưng mà chiếc này xong xuôi hết trơn chắc cũng mấy tỷ rồi, nhưng mà chưa biết là mấy tỷ. Tại cái thông tin mà ngang nhiêu, dài nhiêu, hộp số nhiêu thì mình có hỏi anh chủ tàu, đó là thông tin chính xác 100%. Còn thời gian đóng với lại là cây gì thì mình chưa xác định nha. Thì mấy anh đã ở đây thì người ta thường xuống nề bằng cái cách này đây các bạn, đường xuống bằng ống lăng, bỉ với đũa đã chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi. Chút bắt đầu vừa bớt mưa, bắt đầu chạy một ca quát một là xuống đây nè. Chỗ này thì cũng hơi nhỏ nha, vì hôm nay tình hình dịch bệnh cho mình không đi đâu quay được hết các bạn, cho nên là mình quay mấy chiếc ghe hạ thủy đi ra ngoài biển đồ cho mọi người xem thôi. Thì các bạn cùng xem ha. Ở trên thì anh chủ ghe anh đang chịu vô cái cây dừa, anh Tâm, để hồi nó cho nó xuống cho nó chịu là bớt ha, chứ không có gì chịu là nó, cái lực nó xuống rất là nhanh các bạn. Giờ thì trời đã bớt mưa rồi, mấy anh ra làm việc nha. Cái thằng em ở trên thì đang chịu ngoai bố trâu, đang chịu dây các bạn, tại vì khi là xuống là nó sẽ chịu vô đó mới chịu nổi. Bây giờ thì tất cả đã chuẩn bị xong hết trơn rồi, là mình vừa đến kịp lúc luôn. Bây giờ mấy anh ra tiếp tục nha, chắc hồi nữa mình nghĩ là lấy đội phía trước, đội phía trước cho nó nhóng lên. Đây, ở phía sau cũng rất là đông anh em này đứng coi ha, cổ vũ rồi luôn. Đây bây giờ thì sẽ chuẩn bị nha các bạn, mấy anh đang chịu dây. Thì xuống này khoảng chừng 2-3 người à, tại vì mấy anh hồi nãy lúc mà chuẩn bị thì nó nhiều thôi, chứ giờ thì nó lâu cái công đoạn này đây các bạn, lâu cái công đoạn là bơm vô bỉ đũa với lại con đội rồi này cái nọ, nó lâu thôi. Chứ thật sự bây giờ thì chỉ khoảng chừng bây giờ lấy một con đội bự đội cái trước mũi lên, đội mũi lên là bắt đầu nhóng lên là đẩy rồi xong ha. Đó, bắt đầu buông cái thang ở trên ra đấy, tại vì hiện giờ thì trời mưa cho nên mình không có lên trên được các bạn. Đây mấy anh ở trên đang phân dây, có 3-4 mạng gì à, 3 người gì à. Này anh ở phía sau anh đang xả cái ấy nè, anh phía sau anh xả đội các bạn. Quá trời mưa rồi, cho nên không lên trên được cho mọi người xem. Gió hả? Thời gió ồn nha các bạn. Rồi anh giờ tiếp tục là giờ công việc trong mưa luôn rồi. Bên kia cũng có anh nữa. Rồi anh xả đội vậy đó. Xong. Rồi đầu đem cái đội ra phía trước nha. Lụm cây ra đó. Chiếc này xuống cái coi rất là đẹp các bạn. Chiếc này gắn Cummins 400 thì chạy tốc độ mà vừa mạnh nha. Giờ mấy anh đi ra hết rồi, phía sau ra hết rồi. Đây giờ mấy anh ở phía trước thì đang ấy dây nha các bạn, chịu dây vô thêm.
buộc ba cái bỉ đũa rồi đó, sợ nhiều khi xuống nước nó văng tùm lum đó, cho nên hồi lấy dây đó kéo vô cho nó dễ ha. Chuẩn bị rồi. Đây thì cái chỗ này thì ta súng này là bằng thủ công nha, không có máy móc gì đâu nha các bạn. Chủ yếu là dùng đậu với dùng phá lan đồ này kia nọ thôi. Vẫn chưa thấy gì. Đây ở trong mấy anh giật niêm rồi các bạn. Giật niêm chỗ ống lăng rồi đó. Giật niêm ống lăng đó là nó có chớt nó chạy xuống rồi ha. Giật niêm ống lăng là nó chạy xuống, nhìn một cái là nó rất là đẹp. Mấy anh ở đằng này thì canh ghe coi, không có chiếc ghe nào chạy ngang mới xuống được nha. Đó, phát tài rồi đó, cầm cái cây rồi kiếm cái bao, cái bọc gì đó, nó quơ quơ cho mà thấy không à. Chuẩn bị nha, các bạn cùng xem. Anh kia, anh bên kia anh đóng cái ống lăng cho nó có cái chớn đó các bạn. Thì trời mưa cho nên mình không có lên trên quay cái lúc mấy ảnh đang làm được ha. Đầy cổ tôi là xong hết rồi. Rồi anh này anh đang ngồi ở dưới rồi. Hai bên anh bên kia với anh bên này. Trước thì anh phía trước thì anh đang đội lên cho cái mũi nó hơi ngóc lên đó, cho nó có cái dốc nó đi xuống các bạn. Anh đang đội phía trước, cụp phía trước kìa, con cái nó bị phức mình zoom không thấy được. Bây giờ thì nó hơi cái mũi nó hơi ngóc lên rồi đấy các bạn. Bây giờ chưa biết là nó xuống không biết bất cứ lúc nào, nếu mà bây giờ cái mũi phía trước là nó ngóc lên là bắt đầu cái tàu sẽ chạy chuột xuống liền như đường dây xe lửa vậy. Nó động rồi đó. Đi rồi đó các bạn, đi nhóm mày hơi rồi. Chuẩn bị nha. Này phải có chiếc tàu kéo gịch phát một là nhìn là xuống coi đã lắm, hay là chiếc ghe nữa đó, mà cái chỗ tại vì cái dòng sông nó hơi nhỏ á, cho nên là mấy anh sẽ không dùng biện pháp đó ha. Nói với lại nó cũng gần mấy nước mà, dễ mà, cho chạy thẳng xuống dưới là im rồi, tại dây phía trước mình chịu hết rồi. Đó, mấy anh phía trước chảy luôn kìa, tiếc con cái trời mưa không lên trên được, tức quá. Đẩy rồi, mấy anh phía trước vô đẩy rồi. Đẩy cho nó có cái chớn hơi các bạn. Đây đó là mấy anh em chừng 2-3 người phía trước ha. Đẩy không đi luôn à. Chưa nhúc nhích luôn. Mới nãy nhóm lên được chút xíu giờ nghỉ rồi. Rồi tiếp tục. Tại vì ở đây mình xuống bằng thủ công cho nên hơi lâu nha các bạn. Chứ nếu mà xuống bằng có tàu hay như thế nào thì nó nhanh hơn à. Vì cho nó chắc. Bây giờ đang ở phía trước mấy anh đang bơm nhịp từ từ. Rồi. Đang xuống mà có mấy chiếc vỏ chạy, cái này nguy hiểm nè. Rồi ok, cho qua tính nữa.
Đây, nên anh bây giờ tiếp tục nữa nha các bạn. Hơi lâu nha. Đây, bây giờ thì chuẩn bị xuống rồi nha các bạn. Đây, anh phía trước anh đang bơm nè. Vẫn chưa thấy gì. Đây, cái này nó cũng rất là nặng nha. Đây, chỉ cào đang chạy nè các bạn. Đó, anh phía trước đang bơm ha, đang chạy rất là chậm. Đây, anh phía trước đẩy rồi các bạn. Vẫn chưa đi, đó đi rồi đó, đi rồi đó. Rất là chậm nha. Phía trước la dữ rồi. Rồi. Rồi, xuống rồi các bạn. Xuống rồi. Đang lăn. Đó, ôi, nhìn rất là đẹp nha. Wow. Dây nó búng rồi. Trời ơi. Chết rồi, qua tới bên kia luôn rồi. Ghê à. Nhìn dù chiếc tàu xuống nhìn đẹp cực kỳ ha. Rồi, xuống trước xong hết rồi các bạn. Ồ, nhìn chiếc tàu xuống nước đẹp cực kỳ. Nhìn anh còn lụm dáng. Ồ, nhìn chiếc tàu xuống nước rất là đẹp ha. Xuống một cái nhìn rất là tuyệt vời liền. Cảm ơn các bạn.